Xin chào toàn thể anh em thợ máy. Rồi, hôm nay Tuấn lại tiếp tục live trên trang fanpage. Chúc cả nhà buổi tối có một bữa ăn cơm ngon miệng, hạnh phúc, sức khỏe nha. Đây là một con SH khá để lâu, khá là bụi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em, hy vọng rằng chúng ta hãy chia sẻ khoảng vài chục nhóm nha. Đây là một con xe khi khách hàng dẫn bộ vào thì hy vọng rằng anh em hãy chia sẻ mạnh. Rồi, nhẹ nhàng để chúng ta gặp vấn đề này để chúng ta kiếm tiền. Và đêm nay lại hấp dẫn hơn nữa khi anh em mua sản phẩm Smart Tool. Đêm nay Tuấn sẽ tri ân cho anh em tới 8 phần quà. Khá là nhiều, tí nữa sẽ công bố cho anh em nha. Đó, tất cả quà đã để đây cho anh em khi chúng ta sử dụng máy Smart Tool. Và hôm nay sẽ tặng cho anh em một cọc cáp mở tua của những cái dòng xe của Suzuki, rồi Rider, nha, Sachia. Chọn một cái chúng ta lấy tiền. Rồi, bộ kiểm tra LED, đồng hồ, áp bơm. Và đặc biệt ở đây là bộ mỏ hàn cực kỳ xịn sò nha, tài liệu tài đồ luôn. Đêm nay khá là hấp dẫn cho anh em. Rồi, xin chào Minh Sâm Sobatki. Tay ga Đình Tuấn, xin chào Minh Sâm Sobatki. Xe để ở trong nhà cũng bụi. Chúng ta bỏ cho quả xe đi ạ. Và hy vọng rằng anh em đang xem ở đây thì anh em hãy nhấn like để anh em coi được nhiều hơn. Chúng ta vào đây, chúng ta nhấn vào ngay cái chuông. Đấy, chúng ta chọn vào tất cả thông báo phát trực tiếp nếu anh em đang ở đoạn dưới này. Đấy, nó đang như ở dưới này. Đấy, thì các bạn và anh em không thể nào coi trực tiếp được. Hãy bấm vào cái chuông, chúng ta kích hoạt vào cái ô tròn có biểu tượng. Đúng không ạ? Tất cả thông báo phát trực tiếp. Rồi, là xong. Đó, anh em hãy làm theo vậy. Và anh em ok thì chúng ta hãy bấm cho vài cái chia sẻ ở trên nhóm. À, nhóm chúng ta kích hoạt. Rồi, anh em hãy chia sẻ, bổ cho quà sẻ. Đó, anh em chỉ cần kích vào, một người kích khoảng 10 cái thôi là số tăng tốc anh em đêm nay sẽ cực kỳ là nhanh. Đây, đó, đó, ok. Rồi, hy vọng rằng anh em hãy chia sẻ nhanh và đêm nay sẽ có Smart Tool giải thưởng cực kỳ là lớn. Tăng tốc đi anh em ơi, chúng ta tăng tốc đi ạ. Rồi, 34 người xem, đêm nay càng đông càng tốt, chờ dần dần nhá. Đây, số lượng này phải đủ người xem và mình sẽ tăng tốc cho anh em. Đèn cực kỳ là ánh sáng nhá. Rồi, đúng không ạ? Cái này phải chờ khá là đông lên rồi đã. Tất cả chúng ta sẽ chuyển qua mod ở chế độ màu xanh hết. Rồi, màu xanh. Tìm xe, biểu tượng chìa khóa, nhấn. Rồi, xin chào toàn thể anh em. Và nhớ đêm nay sẽ có 8 phần quà. 8 phần quà khi anh em sử dụng ở đêm nay ở yêu con máy Smart Tool bản 2 mở tour. Thì tất cả 8 phần quà sẽ gom gọn lại cho anh em. Tặng anh em một bộ nồi, bộ kiểm tra hệ thống LED, cục mô bên sườn, một cái tay hàn,
hàn điện tử xịn sò 6 múi, một cái cáp mở tua, một cái đồng hồ đo điện, một bộ áp bơm, một bộ tài liệu khá là nhiều. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hạng mục. Đấy, sẽ gói kèm cho anh em. Phần quà được không anh em? Anh em bảo ít thì Tuấn sẽ tăng tốc thêm 2 món nữa. Nếu bảo đủ thì Tuấn sẽ dừng ở 8 món. Xin chào anh Nguyễn Định. À, mùa dịch mình không có gì hơn, chỉ có làm như vậy cho anh em thôi. Đây, bộ kiểm tra led này cực kỳ đơn giản nha. Đó. Giải thưởng phần quà cho anh em. Rồi, của ít lòng nhiều, rất mong anh em đêm nay chốt, anh em nào chốt thì anh em sẽ nhận chừng này. Đó, tất cả trên bàn. Được không anh Mai Khánh rồi, được không Lê Quốc Tiến? Chúng ta tăng tốc vào đi ạ. Bộ tài liệu ở trong này khá là hay. Hy vọng rằng anh em về nhà chịu khó đọc. Ở trong này khóa sờ mất cây, nói chung là khá bài bản trong này. Một quyển màu, quyển trắng đen. Một cái sơ đồ mặt điện khá là chi tiết. Rồi, xin chào anh Trần Vũ được không ạ? Rồi, nhớ nhá. Và đêm nay sẽ là giải thưởng 8 sản phẩm tặng cho anh em. Và đêm nay mình xin phép anh em nghỉ nhóm học online, lâu quá chia sẻ cho cả nhà. Một con xe SH được trang bị hệ thống khóa thông minh smart key. Khi con xe khách hàng dẫn bộ vào, anh em biết đường để kiểm tra và kết thúc. Và hôm nay hư gì thì tiện lợi ở đây có con máy smart tool. Chúng ta sẽ làm luôn hệ thống khóa để cho một cái xe mở khóa bình thường để chúng ta kiếm được tiền. Rồi, đóng móc ở đây. À, nha. Đó, một chiếc xe khách hàng dẫn bộ vào. Nhật Nguyên, anh em chia sẻ mạnh lên ạ. Đó. Chỉ cần chờ những cái anh em chia sẻ nữa là chúng ta bùng nổ thôi. Chỉ cần nhờ những cái chia sẻ của anh em nữa là xong. Nhanh lên anh em ơi, để chốt sờ bất tun luôn. Chốt sờ bất tun để lấy quà luôn. Khá là thú vị. Xe máy ở đây chúng ta sẽ làm trực tiếp luôn nha. Đó, tất cả máy mới được bảo hành 12 tháng. Mình đã khui bì để đây và test cho anh em luôn. Ghi phiếu bảo hành. Và lấy hết mấy cái này về luôn. Về nhà mở tour Rider Suzuki 500k một con. À, lấy tiền tít tắc. Rồi tri ân anh em mùa dịch Covid. Rồi chúng ta hãy tăng tốc đi ạ. Rồi, từ đây về sau Tuấn sẽ live stream trên cái nhóm này nha. Rất mong anh em vào trong này, anh em ủng hộ cho nó bớt bị khóa. Rồi, cam đã đưa lên khá là cao. Bổ máy nhóm rồi anh ơi. Bổ máy nhóm rồi, bổ vài chục nhóm rồi. Đấy, quà khá là nhiều. Đủ người Tuấn sẽ chạy nha. Thời gian bây giờ mới có 10 phút rồi. Khá là nhiều quà tặng, khá là hấp dẫn. Nồi về nhà dung dập anh em, tặng cho anh em bộ nồi về nhà chúng ta thử xài chơi, ngon thì ủng hộ mình ở phía sau. Đó là tấm lòng khi mua máy. Xin chào anh Khánh Hòa, Phúc Nguyễn, Lê Quốc Tiến. Chúng ta bổ cho vài quả sẻ đi ạ.
Rồi, hello toàn thể anh em mặn lai lên, mới có năm mươi mấy người mà. Bao nhiêu người ở Lê Quốc Tiến ơi? Mô tô Tuấn Thảo đêm nay anh có hốt hết cả cái đoạn này về không ạ? Đêm nay anh có làm mặn cái bộ này về luôn không ạ? Đấy. Tay hàn này khá là xịn nha anh em, yên tâm. Đấy, quấn bao bì rồi, không cần mở ra nữa. Rồi, đồng hồ đo nằm ở trong này luôn nha. Bởi vì di chuyển đường xa mình không muốn khui. Bộ tài liệu về nhà anh em nghiên cứu. Áp bơm này xài cũng được được. Tặng anh em vài cái co chẳng ba nữa. Về chúng ta đo, tặng thêm khoảng 4 cái co nữa nha. Sô cua gãy. Mô bin sườn về nhà thử. Lỡ bị hụp ga bỏ lửa cao áp. Rồi bộ nồi dung giật. Rồi mở tua xe chia. Rồi bộ kiểm tra led. Đó. Chia ơn. Tặng lẻ em thấy ok anh Phạm Hưng, hôm nay chị ăn cái mùa dịch em cứ làm được cái gì thì em làm. Chị biết là chị ăn cho anh em thợ máy, chúng ta ok thì chúng ta bổ cho quả sẻ. Xin chào anh bạn Hà, khá là nhiều rồi, nhiều không ạ? Nếu mà ít quá thì em tặng thêm hai sản phẩm mới cho đủ 10. Đây mới có 8 rồi đó. Đây à. Đấy. Còn anh em nào thích thì làm luôn. Rồi, đây hàng tiên ơi. Cái bộ này thì bao phê. Đây. Đấy anh em nào mua cái bộ này thì mua. Thích tặng cái này luôn không ạ? 61 người. Mặn lên anh em ơi, chia sẻ mặn lên ạ. Mới có 10 phút mà. Xin chào anh trai Mạc Hưng. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin chào anh Lê. Nóng quá, cả nhà bồi cho quả xẻ đi ạ. 67 người rồi. 100 người được không ạ? Ơi giời, đại gia mà anh thì, bữa nay là mùa dịch nó khác chứ. Em hỗ trợ mùa dịch. Hỗ trợ cho anh em cái mùa dịch Covid nhé. Anh em cố gắng lên. Rồi, xin chào anh Nguyễn Hoàng. Anh Nguyễn Hoàng chơi luôn cái bộ này không anh Nguyễn Hoàng ơi? 65 người chúng ta đề bô đây ạ. Nhanh lên không ạ? À, con ổ khóa thông minh sở mấy kỳ SH này nó ươn mất. Ươn mất. Quá sáng đúng không ạ? Sáng. Rồi, xin chào nhà trai của Văn, xin chào bạn Hà. Rồi, em tặng hết. Chị ăn 100 người đây ạ. Xin chào anh Hiếu Thiện. Rồi, từ mai anh em vào cái trang này nha. Trang fanpage này. Rồi, xin chào anh Mạc Hưng. Buồn quá thì em mới chia sẻ khóa sở mất kia cho anh em. Đúng rồi, mua mô tô can táp còn được tặng ở sở mất tun. Ok, tặng hết. Rồi, xin chào Nhật Minh. Xin chào anh Lưu Ngân, Long Nguyên. Bỏ cho vài quả sẻ đủ 100 đi anh em. 66 người. Mạnh like lên ạ. Và nhớ anh em hãy nhấn vào cái chuông này nhá. Đấy, mai có gì ở trong này chia sẻ thì anh em nhận được. Đây này. Đó, nhấn vào cái chuông. Chúng ta chọn vào cái hàng. Tất cả thông báo phát trực tiếp. Đây. Đó, hoặc là gợi ý. Khá là nhiều. Rồi 74 người xem. Chúng ta chỉ cần hơn 20 người nữa thôi ạ. Chúng ta tăng tốc đi ạ. Chúng ta đủ số lượng 100 người. Rồi.
mình sẽ demo cho anh em một con xe này nổ máy hoàn toàn là ok khi khách hàng mang vào nha. Đấy. Thì khách hàng sẽ vào bảo ừ anh ơi em ơi kiểm tra cho anh cho chị ở con xe này, tự nhiên do mùa dịch Covid chị để ở nhà bữa giờ nửa tháng rồi không đi, thì dắt vào tiệm anh Ánh Lê thì anh Ánh Lê tìm xe được rồi đúng không ạ, hình hài chìa khóa đã mở là màu xanh, tất cả chống dắt đều ok đây. Rồi. Tất cả đều ok hết. Nhưng xe này ổ khóa lại không xoay được. Đây, không xoay được nha. Đấy. Thì đúng ạ, do cái mùa dịch thì khách hàng để xe ở nhà. Thứ nhất là con xe này hơi bị nặng, nhà người ta nhiều xe. Bữa nay người ta đi không được đâu xa thì người ta để ở nhà. Thì đương nhiên sẽ gặp ở cái tình trạng như thế này. Bởi vì xe cộ mà, tất cả bây giờ bằng thiết bị điện tử hết, thì đương nhiên nó sẽ hư, thì đương nhiên sẽ không ai biết trước điều gì, kể cả dịch bệnh Covid, không ai biết trước điều gì, biết thì không bao giờ mà bị bệnh, biết thì không bao giờ bị xe hư, biết thì con người chúng ta sẽ không bao giờ bị đau, bị ốm. 84 người rồi, anh em bổ cho vài nhóm nữa đi ạ. Khá là rõ đúng không ạ? À. Hôm nay mình sẽ chỉ nhiệt tình anh em từng cái chi tiết để chúng ta kiểm tra và ra cái ban bận trên con xe này. Xin chào anh Hoàng Mậu Hoàng. Anh em nghe rõ không ạ? Rồi. Đó. Khá là rõ. Bởi vì ánh sáng khá là tuyệt đối. Xin chào Thanh Phọng, Việt Quốc, Nguyễn Tiến Sơn. Chào toàn thể các anh. Rồi, Long Phạm Hoàng, rõ anh. Hà Đức Huy, ok bác ơi. Trần Hoàng Vũ, ok anh trai. Đúng không? Bổ cho vài quả sẻ đấy đi anh em. Mới có 77 người chơi. Hy vọng anh em chia sẻ cho vài cái nữa. Không có anh Hoàng Tiến ơi. Tám mươi người rồi, chỉ có chờ anh em đủ số lượng 100 người trong một cái trang fanpage. Tay ga thì Tuấn lâu quá không like rồi đúng không ạ, đi ngủ khá là lâu trong vòng khoảng vài tháng qua, khá là nhiều phần thưởng khi mua sản phẩm máy chẩn đoán Smartoon 2S bản mở tua Suki Rider, chọn một cái mở tua đấy, remap cắm đúng một sợi dây vàng này vào là xong cái lỗ, kết nối nốt dây đỏ vào dây đen là chúng ta sẽ remap được mở tua đấy ạ. Rồi cảm ơn người em trai Lê Quốc Tiến, rõ và căng đét, điện thoại này like thì cực kỳ là nét. Điện thoại này dạy thì không nét vào điện thoại này được. Cái điện thoại đang xem ở đây thì nó sẽ mờ. Và điện thoại hôm nay đang like ở trong cái trang fanpage này thì khá là căng, căng đét. Bởi vì nó tới bốn mắt cơ mà anh em. Điện thoại ba mắt bữa nay phải bốn mắt, trang bị thêm một mắt nữa thì cực là nét. 15 người nữa thôi ạ. 12 người nữa thôi ạ. À. Đổ 100 người đấy ạ. À. 11 người nữa thôi ạ. À. 10 người nữa thôi ạ. À. Anh em bỏ cho vài nhóm nữa đi. Máy hị. Ok. 7 người nữa thôi ạ. À. Ồ, 4 người nữa. 100 người Tuấn sẽ chạy.
Rồi, 100 người. Rồi, 100 căng đét. Thì tạm thời mình sẽ xê cái bàn này ra đây cái đã. Tí anh em nào mua thì comment, sở mà tool khá là nhiều. Đây, nói chung là dàn máy của Thị Tuấn ở đây khá là nhiều. Nói chung là sân khấu mà. Đấy, khá là nhiều nha. Đấy, mình sẽ hỗ trợ cho anh em khá là nhiều, ở bên trong kia còn nhiều lắm. Trong cái chữ đây, chữ tay ga Thị Tuấn ở trong ấy còn khá là nhiều máy anh em thấy không ạ? Đấy. Rồi thì mình không để anh em chờ lâu. Thì một con xe khách hàng dẫn bộ vào, tất cả anh em phải lưu ý là cái remote FOB chúng ta phải bật qua hết tất cả trạng thái LED màu xanh, đặc biệt là cái hiển hài chìa khóa. Tìm xe tất cả ok nhưng chúng ta lại nhấn đúng khóa không mở được. Rồi. Rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ loại trừ nguồn vào mát. Chân 25 và 33 nuôi cho SU. 25 là mát sườn vào cục SU. Chân 33 nó sẽ là 12V trực tiếp từ cầu chì chạy nuôi cho SU. Thì lúc này các bạn và anh em không cần kiểm tra nguồn vào mát nữa. Thì bây giờ còn hai phương án để chúng ta loại trừ. Một là SU, hai là cái ổ khóa. Anh em lưu ý nha. Đó. Khách hàng dẫn bộ vào tìm xe được. Loại trừ bỏ chân 25 33 Tuấn đọc ra luôn, ở đây không cần tài liệu bởi vì nó quá nhớ rồi. Bởi vì dạy nhiều thì ắc nó sẽ quen. Thì bây giờ anh em không có thiết bị gì thì chúng ta phải kiểm tra công tắc đánh thức và cuộn từ. Đấy, nếu ổ khóa này ok thì vấn đề còn lại anh em sẽ bảo khách hàng là lỗi cái hộp này, nó là mặt điện tử có thể nước vào hoặc là để lâu nó sẽ bị thối hoặc là đồng thời chết linh kiện ở trong này ẩm ướt chẳng hạn như vậy, thì cái hộp này cực kỳ dễ chết bởi vì tất cả nó bằng cái linh kiện điện tử. Thì chúng ta sẽ rút bỏ cái hộp này ra và đồng thời chúng ta mời khách ngồi và mở nhựa ra. Thì chúng ta phải mở nhựa ra rồi cho nó dễ. Còn lấy hộp SU này không thì chúng ta chỉ cần mở mặt nạ thôi. Bởi vì chúng ta đo cho dễ thì chúng ta phải mở nhựa, rút ra. À. Thì lúc này đơn giản chúng ta sẽ sử dụng một cái đồng hồ ampe kẹp hay đồng hồ gì cũng được. Thì mình sẽ sử dụng cái đồng hồ ampe kẹp. À, cho nó có dây mình kẹp vào đây. Thì đơn giản anh em sẽ kiểm tra chân gì, chân 26. 26 là cái công tắc. Ở trong này có một cái công tắc đơn giản giống xích tốt thôi. À, nó sẽ dập mát và đồng thời đánh thức cho hộp SU. Nhớ chân 26. Thì đơn giản anh em hãy đếm như thế này, chúng ta sẽ ra luôn chân, không cần phải nhìn tài liệu. Thì những cái chân mà chúng ta bỏ trống ở đây nó sẽ là đếm từ 1. Đấy, 1, 2, 3, 4 chân nó bỏ. Kế tiếp nó sẽ là 5, 6, 7 cho tới 11. Và anh em cứ vậy anh em đếm nhìn như thế này. Được chưa? 11. Thì chúng ta cứ đếm như vậy nó sẽ là 22, 23, 24, 25, 26, 25 là mát, mát sườn. 26 chúng ta sẽ nhìn ở đây, quay lại. Đây. Đúng không ạ? 26. Thì lúc này chúng ta hãy kiểm tra cái công tắc đánh thức. Đơn giản, chỉ có vài bước thôi. Do mình dạy và hướng dẫn cho anh em thì nó hơi bị lâu một tí. Còn anh em nhanh thì chúng ta chỉ cần chích một cái là xong. Rồi chúng ta hãy xoay ở đồng hồ ở trạng thái thông mạch. Chúng ta kiểm tra đồng hồ trước khi đo có tít tít hay không. Rồi, đồng hồ của chúng ta lúc này là tốt. Tốt. Vậy một pedo của anh em chúng ta hãy tiếp mát
kiếm vào mát nào cũng được. Rồi, kiểm tra xem. Rồi, tốt. Rồi, mát đã thông tới khung hết rồi. Rồi, chúng ta chỉ cần đưa vào chân 26, nhấn núm khóa, nét không. Rồi, vậy thì lúc này anh em hãy loại trừ cho mình là cái công tắc đã thức trong này tốt. Ok nha, cả nhà bấm ok nha. Nếu hiểu bấm ok. Nhớ lấy cái bút, nếu anh em nào không có tài liệu của Thị Tuấn thì nhớ là chân 26 nha, nó là mát của cái công tắc đánh thức. Đấy, đồng thời nó sẽ dập mát và đồng thời sẽ đánh thức cho hộp SU. Chúng ta sẽ gọi là hộp đen. Rồi, anh em phải bấm ok như vậy sẽ thuộc bài. Lấy cái bút ghi vào luôn, tôi sẽ đọc tất cả cái chân này quan trọng cho anh em. Đêm nay cũng được. Rồi, 25 nó sẽ là mát sườn này. Thông. Anh em nhìn vào hai tay của mình nha. Thông. Rồi, 25 mát sườn, 26 công tắc đánh thức. Rồi, thì lúc này công tắc đánh thức của chúng ta tốt. Thì kế tiếp anh em làm gì? Chúng ta sẽ kiểm tra nốt cái cuộn từ. Cuộn từ ở trong này nó nhỏ như thế này thôi. Mình sẽ lấy luôn cho anh em. Cuộn từ ở trong này nó chỉ là một cuộn dây. Cuộn dây này không phân biệt âm và dương. Có thể trong cuộn dây này lâu ngày nó sẽ chết. Bình thường cái ổ khóa nó sẽ làm việc như thế này, đóng như thế này. Khi mà cái cuộn từ này có điện, nó sẽ hút và đồng thời cái chốt này nó sẽ bẩy lên như thế này. Đó, điện mà nó hút. Rồi xong ở trên này có lò xo nó sẽ đè lại. Cuộn điện vào nó sẽ hút và đồng thời nó sẽ đẩy lên như thế này. Thì nhiều lúc cái cuộn từ ở trong này có thể hư luôn. Và công tắc đánh thức trong núm khóa này hoạt động lâu sẽ hư. Nước trong này xịt vào nhiều nó sẽ hư nha anh em. Đó, đây là cái cuộn từ. Anh em nào cần comment. À, đêm nay tặng anh em cuộn từ luôn. Hôm nay ai mua máy tặng cho anh em mỗi xe một cuộn từ Honda và IA. Trời đẹp luôn, 10 món sản phẩm đêm nay. Cuộn từ này thì không phân biệt âm dương, anh em yên tâm không cần phải nhớ chân nào là âm hay là chân nào là dương. Chúng ta cứ nối vào âm và dương là được. Đây. Chúng ta về nhà sẽ xé này ra, chúng ta sẽ nối vào đây, cuộn này còn tốt nha. Hàn và thuộc thời chúng ta sẽ bọc ghen vào là ok. Rồi bây giờ chúng ta kế tiếp sẽ kiểm tra chân 2932. Hai mươi sáu đây tốt rồi. Chúng ta sẽ đếm 27, 28, 29 này, 30 này, 31, 32. Thì lúc này anh em phải cần gì? Nguồn 12V vào mát để chúng ta kích hoạt cái cuộn từ. Chúng ta mượn hai sợi dây của đồng hồ này luôn. Ở đây mình đã cắt bỏ cái lớp cao su để tí nữa mình kích hoạt vào bình ắc quy. Bình ắc quy đã sẵn sàng ở bên dưới. Mượn đây luôn. Được không ạ? Tí nữa mình sẽ kích hoạt hai cái chân này vào không phân biệt nha anh em. Chân nào cũng được. Đó, mình cắt bỏ cái lớp cao su để tí mình nhấn vào. Mình nhấn vào mà mở được cái núm khóa này chứng tỏ hộp đen này bị chết. Thế thôi. Còn bây giờ mình nhấn vào cái núm khóa này không xoay được, chết cuộn từ. Anh em hiểu không ạ? Không hiểu mình giảng lại. Hiểu bấm ok. Khóa sau mấy cây dễ hơn anh em thay một cái xăm xe máy. Xin chào anh Tuấn Huỳnh. 141 người khá là đông, ok. Có thể đêm nay tăng tốc lên 200 người thì ngon. 29, 30, 31, 32. Đấy. 31, 30, 29. Rồi. Vậy lúc này mình đã cắm hai cái que đồng hồ, mượn hai que đồng hồ
vào chân 2932 âm và dương quận Từ. Thì lúc này đơn giản, anh em thợ của chúng ta chỉ cần kích hoạt hai cái đầu dây của que đồng hồ còn lại vào âm và dương ắc quy là xong. Nhớ chúng ta hãy mài nhọn cái que đồng hồ này để cho nó tới nhá. Nhiều lúc là nó to quá chúng ta cắm không tới. Rồi mình sẽ kích hoạt ở dưới này. Đây, anh em sẽ nghe thấy cuộn từ nó nhảy hay không nhá. Đó, nhảy không ạ? Đây, mình sẽ giữ luôn. Rồi mình sẽ xoay. Đó, rồi mình lấy ra thì không xoay được. Thì lúc này anh em hãy kiểm tra cho mình như vậy là chúng ta loại trừ rằng khách hàng ơi, ổ khóa của anh chị tốt ổ khóa của anh chị tốt mà nó hơi bị lỏng ốc, nó bị ra ốc đấy. Thì lỡ rồi chúng ta siết lại cho khách hàng luôn, bảo anh chị lâu ngày chạy ra ốc ổ khóa đấy, lỏng thì chúng ta siết lại. Anh em hiểu không ạ? Đó, chỉ cần đơn giản thế thôi. Kích vào. Nhảy nhá, nghe tiếng nhảy. Bởi vì nó là con rele cuộn dây mà. Tóc, 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 tóc. À. Đó. Không cần phải dùng dây gì cả, chúng ta tiện lợi chúng ta có cái đồng hồ. Xong, chúng ta lại cắm lại cái đồng hồ. Đấy, lại cắm lại. Chúng ta lại thích thì chúng ta lại đo. Quá đơn giản. Đó, tặng anh em cái đồng hồ này luôn. Dễ đúng không ạ? Rồi, thì lúc này thì chúng ta sẽ bảo khách hàng, anh chị à, chúng ta phải thay thế cái hộp. Thay thế cái hộp SU. Kết. Thì khách hàng sẽ hỏi chúng ta là bao nhiêu tiền vậy em? Sao em bắt bận nhanh thế? Nãy chị đi đẩy hai tiệm kia mà người ta không làm được. Dạ, thì chúng ta vừa nói vừa cười. Dạ, cái này là chuyên môn của em. Mà sao thợ ngoài kia chị đi hai thợ rồi mà vẫn không làm được? Dạ, bảo chắc là do anh em đấy người ta ít va chạm những dòng xe này. Chúng ta chỉ cần nói nhẹ như vậy thôi. Em thì em được học chuyên sâu về những cái này và em làm khá là nhiều nên thật sự em bắt bận cho chị là rất ok. Vậy bao nhiêu tiền vậy chú? Thì tùy theo ở địa phương anh em lấy bao nhiêu. 1 triệu. Thế cục này chúng ta mua vào khoảng 8-900, thay triệu, triệu 2 gì đấy nha. Rồi thì đồng thời thì bây giờ anh em muốn thay được cái cục này, chúng ta phải kiểm tra xem cái cục này mà nó mà không đọc được key ấy thì cũng là vô dụng, chúng ta không thể nào copy được. Đầu tiên chúng ta muốn copy qua cục mới thì anh em phải đọc được cái key này các bạn. Còn không đọc được key thì copy cũng vô hiệu hóa. Nha. Ok. Rồi thì bây giờ em sẽ copy cho anh chị và đồng thời em sẽ giữ luôn cho anh chị được cái remote này luôn. Và cho em hỏi xe của mình còn hai remote này không ạ? À còn em. À lúc nãy chị mang theo thêm một cái nữa cho em luôn. Đây đây, để chị lấy cho em cái nữa nha. Đấy, chị còn hai cái mà em. Đây, khách hàng và sờ túi và móc thêm một cái nữa ra. Rồi, xe chị còn hai chìa. Tí nữa em sẽ kiểm tra lại hết cho chị. Rồi thì em cố gắng làm hết khả năng của một người thợ chuyên nghiệp như em. Em sẽ giữ luôn cho chị hai cái remote này. Khi chị thay thế cái hộp đen này, chỉ có tốn tiền hộp đen, còn hai cái này em sẽ giữ lại cho chị. Quá phê. Hy vọng rằng xin chào Tiêu Viết Huân.
Xin chào người em trai. Thì lúc này anh em không cần phải mua hộp mới, cứ miễn sao cái hộp này anh em mua nó còn sống tốt là được. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị thao tác đi mua một hộp SU. Thì đa số anh em thợ thì chỉ có mua hộp mới thôi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đêm nay giải thưởng có thuộc về anh em hay là không. Thì chúng ta tiện dụng mới mua con sờ mắt tun của Tega Đình Tuấn. Bộ tài liệu khá là chi tiết, sờ mắt kia ở trong này luôn. Tất cả ở trong này chân sờ mắt kia thì cái tập mới này Valio hầu như nó đầy đủ hết. Nha. À, anh em thấy dễ không? Dễ như cơm nếp. Ghi ở đây sẵn. Cứ như vậy anh em đọc. Rồi nó bị cái gì thì anh em lật qua trang ở đây khi đứt sợi dây nào. Yamaha Leeds. Rồi Valio AB 2020 khá là chi tiết. Rồi, đúng không? Đấy thì anh em nào không nhớ chúng ta mở ra. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng sờ mắt tun. Rồi tặng kèm theo anh em con khóa thở mất kỳ nha, quận 4. Rồi đang mô phẩm khá là nét. Rồi Minh Chí hay quá, cảm ơn anh em chia sẻ. Chúng ta bổ cho vài quả sẻ đấy đi ạ. Hay thì anh em phải bổ quả sẻ đây. Móc của chị gái. Rồi em để đây hai cái luôn. Rồi vẫn xin phép mượn cái quyển tài liệu để chúng ta lót con sờ mắt tun. Rồi trời ơi quá nhiều giải thưởng đêm nay. Rồi thì đơn giản chúng ta xé vào cái túi đồ ở đồ nghề của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy cái cáp để chúng ta làm khóa thông minh sờ mắt kỳ. Hay đúng không ạ? Bổ ích chia sẻ dễ làm. Rồi thì ở đây mình sẽ mô phẩm cho anh em. Mua con mới, cũ. Mà nhưng anh em này bảo con này tôi bao anh em xấu. Rồi, mới ghi ở đây luôn. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái cáp. Đây. Rồi tất cả cái loại SH thì chúng ta dùng cái này. Đây, rất đơn giản đó. Một cái này thôi, cộng cáp nhỏ gọn. Rồi chúng ta sẽ cắm ở bên trên đầu sờ mắt tun. Xong. Rồi thì lúc này anh em hãy kìa, hãy lấy cái dây nguồn. Chúng ta kết nối bình xe khách hàng luôn cũng được. Rồi mượn cái cộng này để chúng ta mượn nguồn để nuôi thiết bị máy sờ mắt tun. Chúng ta lấy mát dương ắc quy. Quá dễ hiểu đúng không ạ? Rồi xong. Chúng ta sẽ cấp nguồn cho máy. Rồi ok hoàn hảo. Tuyệt vời. Khá là xa. Tôi sẽ hạ camera xuống.
Thôi mình sẽ để cái này gần lại đây cho cả nhà xem nét không ạ. Rồi, ok. Vậy tí nữa mình sẽ làm bên tay trái, mình đưa xịt qua bên tay phải tí cho anh em dễ nhìn. Rồi, mình sẽ thao tác ở bên này. Rồi, cục này mới. Rồi, chúng ta sẽ khui cục cũ của khách hàng ra. Rồi, chúng ta sẽ kiếm cái vật gì để chúng ta nạy cái nắp này lên. Rất đơn giản, không có gì. Không có gì nhưng mà phải vội vã. Không đi đâu mà vội vào vàng cả. Rồi, mình sẽ ghi cục này cục cũ cho anh em dễ hiểu. Cũ. Rồi, được chưa? Đấy, rồi cục cũ của khách hàng. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ kết nối mới để đây. Bên trên, cũ. Rồi chúng ta sẽ kết nối cộng cáp. Cáp này nhà sản xuất làm hơi bị ngắn, live stream hơi bị khó. Rồi nó hơi bị ngắn tí nên cố gắng nha. Rồi, và sẽ đưa cam xuống. Ok, hạ cam xuống cho cả nhà dễ coi nha. Đấy, dạy phải dạy cho nó bài bản. Rồi kê lên. Ok. Thì lúc này chúng ta hãy nhìn vào phần mềm. Anh em ai cũng biết rồi, mình không chỉ nữa. Vào trong app. Cái mục tiêu chúng ta cắm ngay ở đây. Rồi anh em chỉ cần đơn giản vào cái gì? Sở Matki Enter Honda. Loại 33 pin, 33 jack. Chúng ta lập trình tự động. Chúng ta vào gì? Đầu tiên phải đọc được key không rồi đã. Hay nó check con vi xử lý này. Nhưng đọc không ra. À, chúng ta sẽ đọc cái. Tí chúng ta sẽ copy sau. Đường xa mắt mờ. Không sao. Một lần không được thì lần thứ hai. Lần thứ hai không được thì lần thứ ba. Cuộc đời mà không bao giờ phát đầu tiên là được. Cứ hy vọng. Và chờ đợi. Đọc full key. Ok. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc full ký. Rồi. Rồi, đọc được thì lúc này chúng ta nô thoát ra. Chúng ta vào làm cái phần gì? Copy SU. Hay đêm nay hay lắm anh em đừng bỏ lỡ. Copy. Chúng ta sẽ cắm vào. Đường xa mắt mờ. Tiếp tục. Khá là mờ. Copy. Cảnh báo chức năng sẽ thay đổi dữ liệu SU mới. Bạn đồng ý không? Chuẩn. Ok. Kết nối với SU 1. Ấn chọn để đọc dữ liệu của SU1. Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ ok. Bởi vì sao? Chúng ta đã hít dữ liệu từ cái hộp hư vào con máy, thì máy sẽ bảo chúng ta cần kết nối với SU2. Rồi, rút ra để im đây, đừng có đụng chạm. Rút. Chà. Rồi, SU cũ khách hàng bỏ qua bên tay phải. Kết nối với SU mới. Thành công. Chúng ta lại cắm đúng mục tiêu. Nếu cắm sai, chúng ta phải làm lại xuất phát từ đầu.
đường xá xa xôi. Rồi. Rồi chúng ta muốn tay vịn vào đây cho nó chắc. Đấy, còn anh em cầm này nó lắc. Hai ngón tay làm cái gì? Vào đây là cứng ngắc. Đấy. Chúng ta phải quan trọng là cái độ tì đè của đôi tay. Không bao giờ có độ run. Như thế này chúng ta cứ nhiều thèm rượu ấy nha. Đấy. Mục tiêu. Ấn Enter. Pip pip pip. Copy dữ liệu SEO thành công. Chúc Tega Đình Tuấn gặp nhiều điều may mắn. Và đêm nay có vài anh em chốt sở bắt đun để nhận được những phần quà ưu đãi tới 10 sản phẩm đêm nay. Rồi, lúc này đơn giản. Có máy làm đơn giản anh nhỉ? Ok. Chúng ta hãy rút nguồn ra để đảm bảo cho thiết bị máy an toàn tuyệt đối. Cất máy nhẹ nhàng lên đây. Rút hộp SU là hộp đen. Chúng ta di chuyển các bàn này ra đây một tí. Rồi, nhớ. Rồi, ok. Em sẽ cắm vào xe của chị gái xem sao. Nhớ lay lay. Coi nó vào không? Kéo lại gãy chân trong này. Nhiều anh em sơ ý cái chân trong này hơi bị cong. Chúng ta cố gắng ép, nó sẽ gãy chân trong này nha. Phải nhẹ nhàng. Rồi, ok. Rồi, bây giờ tiếp tục. Rồi, vẫn tìm xe lại được. Chúng ta đã copy. Rồi, lúc này chúng ta sẽ nhấn công tắc. Ok. Lấy tiền mùa Covid. Chị gái bảo sao chú em giỏi thế nhờ. Bắt bận chuẩn thế. Trời ơi, chị đi đúng tiệm rồi. Quả là cái mùa dịch Covid. Nghe người ta giới thiệu, không nhầm tưởng cửa hàng của chú. Rồi, bây giờ em sẽ khởi động động cơ xem có nổ hay không nhé chị gái. Khởi động. Do xe chị gái để lâu rồi, không biết có nổ hay không. Thì hiện tại em đã mở lên đồng hồ tắp lô, em sẽ khởi động. Hy vọng rằng xe chị gái nổ, không có xảy ra trục trặc gì nữa nha. Ok, rồi. Nè, xe chị gái đã nổ máy. Hay nhờ. Ok, chào tù. Đây. Rất đơn giản. Thì lúc này chúng ta làm gì? Kiểm tra thêm một cái remote cho chị gái cầm đến nữa. À, bởi vì lúc này chúng ta không mở được xe. Đây, có thể mô phỏng như thế. Xe nào? Rồi, móc này không được. Móc của chị gái này có phải xe không chị? Phải mà cưng ơi. Hồi chị mua xe là hai đầu móc mà cưng. Rồi, móc này không được. Thôi em sẽ làm free cho chị gái nhá. Rồi, em sẽ cấy cái móc này vào cho gái luôn. Trời ơi, em trai sao mà dễ thương thế. Rồi, lần sau chị gái có hư xe gì thì hãy ủng hộ Tega Đình Tuấn, địa chỉ 42 Trần Phú nhá. Em chuyên làm nồi đúng không ạ? Xúc họng ga. Làm có xe chị gái đi nhẹ êm ái hơn. Cứ như vậy thôi. Rồi, bây giờ kế tiếp là phần 2. Chúng ta đăng ký thêm FOB cho chị gái. Chốt. Hãy chia sẻ, yêu mến, chia sẻ, bình luận cho Đình Tuấn thêm vài like. Để đêm nay có thể nhiều hay hơn, hấp dẫn hơn. Tiếp tục anh em sẽ quay lại Smartoon. Và để chúng ta làm gì? Cài thêm một cái FOB. Rồi, con này tìm xe được. Con này hiện tại đang vô hiệu hóa. Thì chúng ta phải làm sao? Rồi, ok, anh Tega Xuân Dần. Chuyên làm chị phê. Rồi, xin cảm ơn Trần Tùng. Rồi, thì bây giờ chúng ta lại kế tiếp rút hộp SU ra. Rồi, chị gái con cũ hư rồi nhá. Rồi, bỏ. Mới. Rồi, thì FOB này đang sử dụng được. Phải. Trái đang có vấn đề.
đời, xin chào anh Tega Trung Hiếu. Chị gái thấy em đang đáng yêu quá. Ok, xin chào, cảm ơn anh trai nhiều nha. Chia sẻ 5 nhóm nữa được không ạ? Để chúng ta đưa tiếp tục FOB này vào luôn cho chị gái đêm nay. Giờ ai mà đi lẻ một cái, chúng ta phải đi một cặp. Trái, phải. Rồi, anh em bỏ cho quả xẻ đi ạ. Chúng ta thả tim đi ạ. Chúng ta ủng hộ tinh thần cho tay ga Đình Tuấn đêm nay đi ạ. Rồi, cảm ơn anh Giao Huy. Rồi, chúng ta vừa live stream, chúng ta vừa nghe bản nhạc luôn nhá. Rồi, nghe nhạc chúc nha anh em nhá, lên nhá. Ok. Nhạc phim nhá. Ok. Thank you. Yeah. Ok. Rồi, chúng ta sẽ lấy VPD kiểm tra FOB cho chị. Thank you, toàn thể quý anh em thợ máy không đồng mạng trên cả nước. Ok. Lên đi nào. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm X-Hole. Chết rồi, cái này tiếng Anh không? Ôi, trời ơi. Rồi, chức năng đặc biệt. Ôi ôi, chết rồi. Điện thoại kia Điện Toán đang like rồi. Anh em chờ giây lát nha.
Tiếng Việt hết nha anh em nhá. Anh em nào cần comment inbox nhá. Tiếng Việt nhá. À, xe này đã mở khóa rồi. Rồi. Anh em nào cần comment nhá, tiếng Việt nhá. Đã mở khóa. Rồi. Tiếp tục, chúng ta sử dụng máy Smart Tool. Rồi, chúng ta sẽ kết nối. Lần này anh em không cần phải dây vàng nữa, chúng ta bỏ dây vàng qua một bên nhá. Bỏ dây vàng. Tiếp tục chúng ta sẽ kết nối nguồn vào mát. Rồi. Cái này cái xài nhá, cái này không xài được nhá. Anh em nào cần comment nhá. Tiếng Việt nhá anh em nhá, cài đặt cực kỳ dễ nhá. Tiếng Việt nhá. Rồi, chúng ta sẽ vào gì? Smart Key. Honda. Ok. Vào thủ công. Anh em sẽ vào cái phần gì? Thêm chìa mới. Rồi, bật FOB gốc, FOB mới, đúng không ạ? LED đỏ chuyển qua xanh, hai cái, xanh, xanh hết. Rồi, tắt FOB gốc, xanh qua đỏ, gốc này, xanh qua đỏ nhá. Rồi. Rồi, cái này không được nha anh em. Rồi, chúng ta làm lại cái nữa nha. Không được. Thấy chưa? Thêm chìa. Đỏ qua xanh. Rồi, xanh qua đỏ. Rồi, không được. Rồi, sẽ hướng dẫn anh em làm một cái chiêu này sẽ ok ngay nhá. Cắt cái này đi luôn, cái cũ mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Biên tập. In hole. Chức năng đặc biệt. Chúng ta vào. Đọc. Rồi anh em ghi cái này lại để chúng ta biên tập. Rồi cái mã pin 255-907-844. Mã pin nhá. BN. Rồi chúng ta sẽ ghi thêm cái mã ID. Bây giờ phải cái bút. Rồi điện thoại thì Tuấn đang quay rồi.
Chúng ta ghi cái mã ID nhá. Rồi, ok. Còn cái mã BN thì ở đây đã có rồi, chúng ta không cần ghi nha. 255907844. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ thoát ra. Tôi ghi cho anh em như thế này luôn đây. Rồi, ok. Chúng ta vào ALL Moto. Chúng ta vào reset FOB. Rồi, chúng ta sẽ nhập cái mã. Scan ID. Scan ID là cái mã pin nha anh em. Cái mã pin đấy, 255907844. Rồi, và chúng ta sẽ là cái mã gì? Emo ID bên trên 253 1DO. B4. Rồi, chúng ta sẽ cần vào cộng trừ nhân chia. O 0 B4. Rồi, chúng ta đã là gì? Mã reset coder. Không 942. Không 51. 935. Rồi, chúng ta sẽ nhập cái mã này. Mấy cái mã pin. Rồi, lúc này chúng ta sẽ cắt điện thoại. Chúng ta tiếp tục sử dụng con smart tool. Rồi, không cần VVD nữa. Chúng ta sẽ phải kết nối cái dây này, dây màu vàng vào đúng mục tiêu. Đường xa mắt mờ. Rồi, ok. Chúng ta sẽ vào cái phần gì? Lập trình tự động. Chúng ta sẽ vào cái phần ghi key mới. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ ghi vào key 2. Rồi, chúng ta sẽ nhập
scan ID 255 907 907 844 44. Ok. 255 907 844. Đây. Chúng ta vẫn giữ cái dây màu vàng. Enter. Chúng ta sẽ nhập cái mã reset FOB 0942. Không 51 935 OK. Chúng ta bấm Enter. Đăng ký FOB mới thành công. Hay không ạ? Rồi chúng ta thoát ra, đọc lại, đọc full key. Rồi chúng ta bỏ cái cây này ra. Rồi thì cái mã này nó sẽ đưa vào 255907844 key số 2. Rồi lúc này chúng ta đã tháo SU ra, lắp trên xe. OK. OK. Được không cả nhà ơi? Yo. Rồi xin chào toàn thể anh em, tối nay Tuấn đã hướng dẫn anh em thứ nhất để chúng ta làm một cái hộp SU của con xe SH. Anh em cảm thấy thế nào cho thì Tuấn xin khoảng vài cái comment và bình luận, anh em thấy có ý nghĩa hay không. Server Tool và đồng thời sẽ kết nối và đồng thời sẽ kết hợp với VVD để chúng ta có thể reset, và đồng thời chúng ta sẽ tính toán ra một cái mã ngẫu nhiên. Và chúng ta sẽ kết hợp với server tool và chúng ta sẽ đưa một cái mod vào rất dễ, khi chúng ta không có cách nào để đăng ký thêm chìa đúng không ạ? Thêm chìa không nhận thì chúng ta sẽ làm cái vấn đề này quá OK. Thì anh em nào comment tôi sẽ giảm giá cho anh em một cái alo alo. Và đêm nay có thể anh em chọn server tool, Tuấn tặng luôn một cái máy này, tất cả nó sẽ là cài đặt tiếng Việt cho anh em hoàn toàn, nếu anh em nào OK. Đêm nay nếu anh em nào có nhà hứng, đam mê, yêu mua server tool, có tặng luôn một con alo này cũng có. Tuyệt vời không ạ? Bởi vì anh em cứ tin tưởng thì Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em rất nhiều vào trong cái trang fanpage, đấy, fanpage. Và đồng thời sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn tặng anh em.
Bởi vì anh em ủng hộ mình nhiều, mình sẽ chia sẻ anh em nhiều ban bận hay, và đồng thời sẽ tri ân với anh em nhiều phần quà có ý nghĩa. Và đêm hôm nay anh em không lấy 10 phần quà thì anh em có thể mua smartphone Tuấn tặng luôn, còn bốc đơn lộc. Về nhà chúng ta có thể kích hoạt kim full nếu anh em có nhu cầu nhà hứng đêm nay. Bởi vì đêm nay tôi xin phép tất cả anh em nghỉ online một bữa, chia sẻ anh em trên một con xe SH, bất kỳ xe gì cũng vậy, khóa thông minh số bất kỳ vào không được thì chúng ta cứ làm như vậy sẽ rất ok. Ok các bạn, anh em nào ok thì nhắn tin hoặc đồng thời truy cập vào Zalo số điện thoại 0909 755 993. Hãy cố gắng ở trong tay anh em và các bạn có thiết bị thì chúng ta hãy tranh thủ cái mùa tâm dịch này để chúng ta luyện. Luyện ắt chúng ta sẽ thành công. Lỡ may đi trên đường lượm được một cái FOB này, hoặc một người anh em nào lượm được, chúng ta có thể mua lại và đồng thời bao người ta một bữa nhậu nhẹ nhẹ, hoặc đồng thời ly cà phê hoặc gói thuốc. Thì đương nhiên FOB này sẽ là của anh em và chúng ta sẽ về nhà tái sử dụng bằng thiết bị VVD nhỏ gọn. Và đồng thời chúng ta sẽ làm chip piezo V3 cực kỳ nhanh gọn trong cái alo này. Alo, đêm nay alo này thuộc về ai, smartphone này thuộc về anh em nào thì chúng ta comment. Hãy cố gắng cái mùa tâm dịch này ở nhà luyện. Luyện gì? Luyện tất cả hệ thống full sang điện tử, xong luyện qua hệ thống khóa thông minh số key, và đồng thời sẽ luyện qua tua đồng hồ, luyện qua tua xe điện tử, luyện qua đọc mã reset SMID nằm trong con IC khi chết cái hộp này. Hộp này bây giờ chết thì anh em đâu copy được đâu, chúng ta phải khui IC. Khui IC thì đương nhiên chúng ta sẽ lấy tiền chị gái cao hơn. Bây giờ không khui IC thì bây giờ thay cả IC cả bộ khá là nhiều tiền. Thì thay vì bây giờ thay con IC khoảng 4 triệu, em lấy chị gái 500k. Reset SMID nằm trong hộp cục IC. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Lâu ngày ăn, ok. Thì lâu ngày Tuấn sẽ chia sẻ nhiều cái hay hơn, thú vị nhiều hơn. Thấy được không anh em? Được, chúng ta cho xin vài cái like. Rất đơn gọn, nhẹ. Nếu chúng ta có hai điện thoại chúng ta không cần ghi, có một điện thoại chúng ta sẽ ghi và đồng thời sẽ tính toán. Đấy, tất cả cho anh em chuẩn, không cần chỉnh. Xin chào Đức Nguyễn, khỏe chứ bạn già, lâu quá không nhắn tin, thì chúng ta nhắn tin Zalo nói chuyện tí nhỉ. Thì chúng ta sẽ phá vỡ tất cả hệ thống khóa thông minh bảo mật Smart Key cực kỳ là đơn giản. Rồi, anh em chờ giây lát, mình sẽ cho anh em cái này coi. Ví dụ một con xe chết hộp SU, chúng ta không có cách nào để chúng ta đọc ra cái mã key và đồng thời sẽ là cái mã SMID, thì anh em phải móc như thế này. Một con này là một con người anh em cho tặng Lý Tuấn, là tay ga Lý Tuấn gửi về địa chỉ. Nếu chết hộp đen thì chúng ta không có cách nào để chúng ta đồng bộ với hộp SU và IC, thì chúng ta phải cần phải móc cái con IC này ra, vừa chơi vừa làm cho anh em chậm nhất tầm khoảng 3 đến 40 phút. Rất đẹp. Bữa nào mình sẽ chia sẻ anh em đọc, và chúng ta sẽ đọc, và đồng thời chúng ta sẽ đọc ra cái mã SMID là cái bảo mật thứ hai giữa SU và SM. Hoặc là chúng ta có thể xóa trắng. Xóa trắng thì đơn giản, chúng ta cắm vào bật khóa điện là ăn ngay, nó sẽ đồng bộ. Đấy. Ok, rất đẹp đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần hàn 6 mối hàn. Cái này mình hàn và mình lấy ra, mình chưa vệ sinh. Anh em lấy ít gì xăng thơm, chúng ta vệ sinh là sẽ ok.
Đấy. Và kế tiếp sẽ là mở tour cho anh em xe điện tử qua cổng Cà Lai vào tháng 8 tới đây. Đấy, những cái xe điện tử 2013, 2014, 2015 thì hộp ga vào buổi sáng. Kế tiếp chúng ta sẽ mở tour qua cái cổng Cà Lai luôn. Đấy, mở như kiểu Winner, mở như kiểu Future, mở như kiểu A-Black và vân vân. Thì chúng ta sẽ mở tour qua cổng Cà Lai. Đấy, trên những cái cục xe đề tư. Còn bị mất SMID và đồng thời bị báo cái lỗi van kiểm soát khí bay hơi EPAPO thì anh em cũng mở ra ọp luôn cái mã lỗi ở trên đề y đấy. Cái này khoảng tầm khoảng chậm nhất 30 phút. Còn anh em nào muốn ok thì chúng ta hãy khoanh vùng, chúng ta chỉ cần mài xuống khoảng 3,5 ly, 3 ly rưỡi, từ bên cao xuống lớp keo này 3 ly rưỡi, không đụng mặt bo. Và chúng ta sẽ lấy cái tẩy sơn loại nhẹ, chúng ta chỉ cần bo từ đây thôi. Đấy, khúc đây. Rồi chúng ta hãy làm vệ sinh một khúc này, chúng ta chỉ cần 2 sợi dây, 4 sợi dây ở cái mặt này là chúng ta sẽ làm được, mở nhỏ thôi. Đấy, chúng ta lấy cái mũi khoan, bởi vì cái này là bê tông, cứng lắm, chúng ta chỉ cần mở thế thôi. Mở to này nó mất thời gian và chúng ta sẽ vệ sinh sạch hàn vào là xong. Hẹn bữa nào sẽ live stream và chia sẻ anh em. Không cần, Tiêu Viết Huân. Nếu chúng ta còn cái mã thẻ trên cái thẻ nhựa thì chúng ta không cần phải khui. Nếu mất hết tất cả, chết hộp thì anh em phải cần khui. Nhanh thôi, 30 phút. Chúng ta hãy tẩy cái này và đồng thời chúng ta khoan xuống đây khoảng 3 phân rưỡi. Nha. Đó. ly. Rồi, cái này khoảng tầm 3 ly rưỡi nha. Rồi, cái này mình để ở đây là chưa cấn bo này. Có thể anh em khoan và đồng thời chúng ta sẽ đo nó sẽ tầm khoảng 4 ly, 5 ly luôn. Đó, 5 ly là anh em tẩy vừa đẹp. Cái này già 5 ly rồi này. Đó. Là không bao giờ đụng tới thịt. Thì chúng ta chỉ cần tẩy khoảng 3 lần tẩy sơn. Quét vào, xịt ra là xong. 5 ly. 5 ly chưa đụng mặt bo với thằn này này. Đó, chúng ta thấy không? Còn đây là cái mức keo. Nha. Đó, chúng ta đo được cái thằn này xuống cho an toàn. Đấy, chúng ta sẽ tẩy nhẹ cái nó sẽ mất. Đây. Rồi, bữa nào sẽ làm nhiều hơn cái chia sẻ cho anh em. Rất nhiều điều hay và thú vị. Chúng ta sẽ làm một góc căn từ đây. Căn từ cái này, nhú lên chút, chúng ta mở cái đường biên, mở đường biên cho rộng này, tầm khoảng bao nhiêu, 8 ly, hơn, 10 mấy, 13, rồi, 13 ly, đấy, chúng ta sẽ mở cái đường biên từ đây. Đấy, chúng ta sẽ kéo về tới đây. Chúng ta sẽ đo ở đây, từ đây, từ đây, tới đây bao nhiêu. Rồi, 29. Đó, 30 là vừa đẹp. Đấy, chúng ta mở. Để chúng ta đỡ mất thời gian để chúng ta tẩy nhiều cái này. Chúng ta hãy gõm gọn từ cái khóc đó thôi. Đây, ở đây trong này bữa nào sẽ chia sẻ anh em. Bo 2 mẫu hàn, ở đây 4. Như kiểu chúng ta tua đồng hồ ấy. Và chúng ta sẽ lấy cái silicone. Chúng ta sẽ lấy keo hai mặt. AB nhá. Sorry. Anh em sẽ lấy AB hai thành phần. Chúng ta dán lại là xong. AB nó cứng mà. Đấy, AB loại hai thành phần chúng ta nhạo trộn lại.
bởi vì chúng ta ở quê mua hai cái típ đấy cho nó nhanh. Quấy cái là cứng ngắc. Chỗ cái này cứng ghê lắm anh em. Đá mà. Rồi, đêm nay có anh em nào ok thì chúng ta chia sẻ, chúng ta chốt nhá. Rồi, hoặc liên hệ cho Tỷ Tuấn. Rồi, tặng anh em cuộn đề từ nữa này. Đấy, về làm khóa, cú chết. Bởi vì anh em ok, chúng ta làm chuyên nghiệp, chúng ta phải đầu tư. Đây anh em chẳng có đầu tư, hơi tí lại cứ gọi. Đấy, cứ vậy về nhà đầu tư thôi, có gì đâu. Mua bộ khóa về nhà, chúng ta cứ ọp, ọp đi, rồi chúng ta lại mở lại, chúng ta sẽ giỏi, khỏi phải hỏi, bởi vì nhiều anh em biếng học quá. Đấy, bây giờ chúng ta có hai chìa, chúng ta ọp, và đồng thời chúng ta lại mở on lại, nha, inbox vào vùng kín, Zalo, Facebook, để được nhiều phần quà hấp dẫn, thú vị đêm hôm nay. Ngồi ở nhà hãy đầu tư cho một hộp SU 2 FOB và một bộ dây điện để chúng ta luyện. Ăn bao nhiêu cũng ít, ăn bao nhiêu cũng hết. Tiếc gì không đầu tư, nếu có tiền về nhà chúng ta nghịch FOB. Rồi, buổi livestream đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em thợ máy vui vẻ, sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào đêm mai trong nhóm học online 15 đêm. Bye bye. Osike. Smart tool không thiếu.